đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt vòng bán kết tài năng tại Miss World 2021. Theo thông báo từ tổ chức Miss World, ban giám khảo lựa chọn 27 thí sinh vào vòng bán kết tài năng. Đó là đại diện của Việt Nam, Nam Phi, Mỹ, Indonesia, Ấn Độ, Northern Ireland, Gibraltar, Albania, Mông Cổ, Bulgaria, Jamaica, Ecuador, Scotland, Singapore, Côte d'Ivoire, Na Uy, Anh, Slovenia, Kenya, Botswana, Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uruguay, Tunisia và Mauritius. Đỗ Thị Hà mang đến Miss World tiết mục đánh đàn, tờ rưng với nhạc phẩm Cô Gái Vót Trong của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ngoài ra, cô trình diễn bài múa trong bộ trang phục Nguyễn Kiều Tướng Quân 3 triệu cho màn Dance of the World. Tờ rưng là nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Tây Nguyên. Ở buổi ra mắt hôm ngày 19 tháng 11, Đỗ Thị Hà trình diễn thử nhưng nhận những bình luận tiêu cực như học thuộc trả bài, thiếu cảm xúc. Người đẹp cho biết ngày hôm ấy cô bận rộn từ sáng sớm đến tối, lên sân khấu trình diễn mà không kịp tổng duyệt. Vì thế cô khá rung và trình diễn không tốt. Sau đó Đỗ Thị Hà rút kinh nghiệm, tập luyện kỹ lưỡng và có phần thi suôn sẻ hơn tại Miss World. Ngoài Việt Nam, đại diện một số nước khác được đánh giá cao ở phần thi này là Mỹ, Indonesia, Nam Phi, Mông Cổ, bạn cùng phòng với Đỗ Thị Hà. Các thí sinh sẽ thi tiếp vòng 2 để chọn ra người chiến thắng, giành vé vào top trong đêm chung kết Miss World. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng vui mừng thông báo. Chào buổi sáng Việt Nam, thông báo với cả nhà một chút tin vui là Hà được lọt vào vòng 2 của phần thi tài năng. Tối mai Hà sẽ thi semi-final. Hà cảm ơn cả nhà vì sự góp ý cũng như ủng hộ của mọi người, nhờ vậy mà mình đã làm tốt hơn. Theo bảng xếp hạng mới nhất của chuyên trang Mixology, Đỗ Thị Hà có mặt trong top 20 ứng viên tiềm năng. Những cô gái được đánh giá cao là đại diện của Venezuela, Ấn Độ, Ba Lan, Puerto Rico, Nam Phi, Colombia và Philippines. Chung kết Miss World dự kiến được tổ chức vào ngày 16 tháng 12. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đang là sinh viên chuyên ngành luật kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1m75 với đôi chân dài 1,1m là một trong 6 thí sinh có chiều cao tốt nhất cuộc thi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.